cái ghế để làm video. Cái nhu cầu mà cơ bản khi mà chúng ta ăn cơm hàng ngày đi thì chúng ta sẽ bao gồm cơm là cá là canh là xào rồi, đúng không? Thì ví dụ như là cơm thì chúng ta sẽ bổ sung tinh bột, cá thì chúng ta sẽ bổ sung là đạm, thì canh thì chỉ có gạo thì sẽ bổ sung chất xơ. Thì cái nhu cầu của con tôm cũng vậy đó, thì chúng ta sẽ bổ sung là thức ăn nè và khoáng nè. Khoáng là nó sẽ tái tạo cái vỏ nè, thức ăn nó sẽ tái tạo cái cơ của con tôm, và thứ ba là cái gan chúng ta bảo vệ nó và cái ruột cho nó khỏe. Thì mình thấy được á, trong cái quy trình mà khi mà Duy chia sẻ đó thì sẽ có là cái bộ trộn là gan ruột vỏ, là đây là cái bộ trộn. Mặc dù là giá tôm xuống thấp hay là giá tôm mà như thế nào đó, thì khi mà chúng ta còn nuôi tôm đó thì chúng ta phải bám sát cái bộ này để giảm chi phí nhiều nhất và làm sao bảo vệ con tôm. Thì trong cái bộ trộn ruột vỏ này á, nó sẽ có một cái nhu cầu thiết yếu của con tôm. Đầu tiên á là về cái khoáng chất. Tôm là cái động vật nó giáp xác liên tục, giáp xác có nghĩa là nó sẽ lột liên tục, và khi nó lột liên tục thì nhu cầu khoáng nó rất là lớn. Và nếu chúng ta bổ sung mà chỉ mà khoáng tạc á, cái đầu đất không gì, ao bạc không gì cả, khi chúng ta sạc khoáng tạc á thì nó sẽ rất là giảm tăng chi phí. Tại vì khi mà tạc xuống á, thì bắt đầu là nó sẽ chìm xuống một mớ, hoặc là con tôm nó hấp thụ qua mang, hấp thụ không hết, lãng phí. Và cái việc mà chúng ta bổ sung vào khoáng trộn á, thì cái nhu cầu này nó sẽ rất là lớn. Khi mà chúng ta bổ sung vào cứ chiều thì cứ tối cho tôm lột. Và thứ hai á, cái bầy tôm nó có đi xa hay không và nó có khỏe hay không á, thì nó vô là cái ruột của khỏe. Mình thấy được á, những cái bầy tôm mà nó vượt qua phong ba bão táp á, hoặc là nó vượt qua được bất cứ cái thời tiết nào nó xấu, mưa dập hay là mưa lạnh gì đó, thì nó vẫn vượt qua được á, là nhờ cái ruột rất là khỏe. Thì trong cái bộ mà ít 8 á, thì Duy có một cái dòng ít 8 là nó sẽ chuyên về đường ruột, và ruột tôm nó khỏe nó sẽ đẩy bầy tôm được đi xa. Và trong cái dòng men đường ruột này, đây là một cái chiến binh men đường ruột, và một cái nhóm men đường ruột này sẽ bảo vệ ruột là một, và thứ hai chuyển hóa thức ăn tốt hơn, và thứ ba nó sẽ tăng cường enzyme để cho thức ăn mà tiêu hóa tốt thì nó sẽ giảm được cái hệ số FCR, và một cái nữa là nó sẽ giảm được cái mật độ khuẩn ngoài môi trường tấn công vào ruột tôm, và cũng giống như là khuẩn có hại ngoài ruột tôm cái khuẩn có lợi vô, giảm được bệnh phân trắng đó. Đó là về cái ruột. Và cái thứ ba là về cái gan. Cái gan thì bên Duy có một cái dòng đó là EMSnet. Cái dòng EMSnet này thì nó sẽ giảm được cái đó là nguy cơ về bệnh đó là trên gan, và cũng giống như là những cái dòng bệnh về chuyên về cái gan, và cũng giống như tị trên tôm, và cũng giống như bảo vệ ruột luôn. Thì cái dòng này EMS này Duy cũng đã triển khai cái dòng này rất là ok. Hàng ngày thì Duy cũng đang đóng hàng đi rất là nhiều và phục vụ quý bà con và quý anh em. Thì trong cái quy trình này Duy cũng bám sát làm sao là chúng ta giảm được chi phí và cũng giống như là tăng được cái hiệu quả, thì bà con cũng thấy áp dụng cái quy trình này nó ok và đưa cái chi phí nó giảm xuống, thì bà con cũng ủng hộ bên Duy.